Thông tin từ phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, trong khi đào móng tại công trình xây dựng khu nhà hiệu bộ, trường trung học cơ sở Hàm Rồng, phường Hàm Rồng, lực lượng thi công đã phát hiện nhiều hiện vật nghi là đồ cổ. Theo đó, lực lượng thi công đã phát hiện dưới nền công trình một kiến trúc hình vòm xây bằng gạch có chiều dài khoảng 3m, chiều rộng 1,2m. Bên trong kiến trúc hình vòm này có 2 bình, 4 bát, 4 lọ bằng gốm và một số mảnh nhỏ khác bằng các chất liệu gốm, đồng, sắt. Nhận được thông tin, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Hàm Rồng tạm dừng việc thi công công trình, đồng thời căng dây bảo vệ hiện trường. Cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản hiện trạng, kê chi tiết các hiện vật được phát hiện và niêm phong lưu giữ tại Ủy ban nhân dân phường Hàm Rồng. Sau khi nhận được báo cáo, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn bản giao Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, nghiên cứu giá trị văn hóa của di vật được phát hiện.